Đây, hôm nay mình đi uống cà phê mà bốn năm đứa nó rồi theo mình nè, cuối cùng mình cho nó đi theo, nó nằm mỗi đứa mỗi góc nè. Con bé Bông, bé Sam, đây là con bé Sam. Bé Sam nó nằm cánh bên tay trái của mình đây, nó nằm đây, nó để bảo vệ mình. Còn con Julie nó nằm tiếng giữa đây, bảo vệ tiếng giữa đều có đầy đủ nha. Đây, và Julie nhìn nó rất dễ thương. Dạo này Julie nó nhát với mình á, mình nựng mấy con kia cho nên nó giận mình, nó không thèm nhìn mình lắm, nhưng mà mỗi lần mình đi đâu nó hay chạy theo nha. Còn đây bà Bông, đây bà Năm, Bông nằm bên cánh phải đấy. Bà Bông bà nằm nhìn cái tướng bà nằm thấy ghét chưa, mọc bú nu rồi nha. Bữa nay con nó hết bú này kia, bỏ ăn bỏ con nó bỏ bú rồi chứ, cho nên nhìn bà mọc cui nha, nhìn bà cưng lắm luôn. Còn phía sau mình có một người cảnh giới tiếp theo, đây là bé Mon. Đây có bé Mon, đây nó nằm tiếng sau nha. Đấy đó, tứ hướng là đều có đệ tử bảo vệ hết rồi. Cái này mà ai vô kiếm chuyện với mình là nó bay ra nó múa không là đủ chết. Nói chơi thôi chứ mấy đứa này buổi sáng thì lúc nào cũng vậy mọi người, lúc nào mình đi uống cà phê nó hay chạy theo mình á, cho nên mình sẵn mình núp lên để mà mọi người tham khảo để xem giải trí cho vui nha. Đây đứa nào cũng vậy đó, ngày nào mà nó mình đi thì nó chạy theo, hay mình đi làm cũng đòi đi theo, mà đi chơi nó cũng đòi đi theo, mà đi uống cà phê cũng đòi đi theo. Nó đi riết là nó quen, mình sợ nó bị mất á. Có lúc mình có ở nhà thì mình cho nó đi nha, lúc mình không có ở nhà mình không sẽ không cho nó đi nha, vì rất là nguy hiểm. Đây bà Bông nè, cho bà đi theo bà ngoan ngoãn như cúm luôn á. Đó, bà nằm ngoan ngoãn luôn nha. Đấy, còn bà sao bên kia đó, ba đứa nó nằm ba nơi, một đứa sau nó là bốn đứa, chứ bốn đứa nằm bốn góc. Nhìn mặt đứa nào ra đấy cưng lắm luôn. Đấy, mình quay vô mặt nó hơi bị e ngại, nó đi qua bên kia. Đây là đồ ăn mình mua sẵn này, vừa cho mình vừa cho bọn nó luôn nè, cà phê của mình kia đấy sẵn mình ấy, mình ngồi ghế đây, ghế mình ngồi đây nha. Đấy, nhìn mặt bà Sam nè, Sam 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 nhìn mặt cưng không đấy, đứa nào nấy bữa sáng nhìn mặt tươi rói đây nè, đấy béo béo béo, nhìn mặt nhìn đâu vậy. Đây, mình cứ sáng nào mình ra đây mình uống cà phê thì mấy đứa này cũng hay đi theo lắm nha. Julie béo, Julie à, ngoắc đuôi hả, ngoắc đuôi cái cưng ha. Để chút uống cà phê xong mình sẽ vô mình lấy đồ mình cho từng đứa ăn nha. Đây bà Sam mấy bữa nay cắt cái lông này lâu ra ghê nha, công nhận cái tay nghề của người thợ kia hết, một phát một là nó cùi luôn, nó lâu ra ghê. Đây nhìn bả này nè, con này nó rất là khoái nựng nha, nó khoái mình vuốt ve nó. Mấy con chó này nó khoái được cưng chiều và vuốt ve nha. Đó, nhìn nè, mới đụng cái là giở tay giở chân lên rồi, để mình xoa bóp cho nó. Nhìn mặt cưng phết nha. Thôi đi vô đi vô đi vô đi vô đi vô, còn đi làm nữa, đi vô đi vô đi vô đi vô. Nó ra nó bảo vệ mình xong, bây giờ mình vô mình nói mình đi làm nè, mình nói mình đi làm cho nên hai đứa nó ra nó chặn cửa, nó không cho mình đi nha. Thì mọi người xem cái biểu hiện bọn nó rất là tiếu nha. Cái này là nó đòi đi theo á, nó đòi đi theo mà mình không cho nó đi á, cho nên nó gây ra kiếm chuyện nè. Để kiếm chỗ rõ ràng nè, một đứa tức giận đi vô, đứa ra kia chặn cửa rồi, để mình xem bọn nó làm gì nha. Đúng đó rồi, đi sao bé rồi ra tiếp tục. Còn con Bông nè, chặn hả, chặn cửa hả, đi ngang qua phải cho thu phí đúng không hả, muốn đi ngang qua là phải thu phí đúng không, không cho tôi đi ra chứ gì đúng không hả, không cho tôi đi ra đúng không. Nằm quả luôn đi, nằm quả luôn đi con, không cho đi ra phải không hả, còn con kia ra nữa ăn theo nữa nè. Đấy, hai bà nằm dạ luôn đi đó, muốn đi ra đi mua đồ rồi phải cho đi theo, còn không cho là nó nằm quả vậy đó. Đó, hái 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 lắc hả, lắc đi qua đạp xịt bụng luôn hả, nghe không. Không nghe hả, không nghe hả, không nghe hả, không nghe hả, chửi hoài không nghe, bịt tai hả hả hả, ê không nghe hả, không nghe, bịt tai luôn hả. Tôi kêu né ra cho tôi đi mà không nghe, bịt tai luôn, ngon ha ha, kiếm chuyện ha. Quả làm viên làm eo đòi đi theo đó, sao cho tôi đi không hả, cho đi phải không. Hẻo hẻo đi, hẻo đi, dắt xe ra tôi đạp luôn nè. Làm cái trò gì trời. Đây là cái cửa lối đi ra duy nhất của nhà mình, mà nó nằm như vậy á.
Thôi ấy thì ta còn đi mua đồ cho ăn chứ nằm nằm hoài là coi như không có đồ cho ăn đâu nha. Thôi né ra đi để đi mua đồ cho, đi làm về còn mua đồ cho ăn nữa. Giận hả? Giận nè, cái mặt giận lên thấy lì lắm luôn, hai ba đứa đứa nào cũng giận lên nè. Để xem cái giận tiếp theo làm cái gì hả? Hả hả hả? Cái này chắc giận là trưa chiều về không biết có quê không nè. Rồi mình đi làm từ hồi sáng đến giờ, giờ này mình mới về nè. Bây giờ 5-6 giờ tối rồi mình mới về nè. Đây mình lấy đồ cho bọn nó đây. Đâu ấy rồi hả? Trời ơi, về không có đứa nào chào đón hay bay hả? Không có đứa nào chào đón ta hết vậy. Trời, nó giận hay gì nữa, còn giận hay gì đây? Bông, Sam, đâu ấy rồi hả? Còn giận hả? Trời ơi, nhìn cái mặt hai đứa nó giận thấy cưng, nhìn mặt thấy ghét. Ở thành phố bây giờ 5-6 giờ rồi mà còn mặt trời nó chiếu vô mọi người. Ở đây nhà mình nằm ngoài quốc lộ, trời nó nắng. Đây nhìn cái mặt hai bà này nó giận thấy thương này. Kêu không thèm nhúc nhích luôn mới giữ chứ. Để mình coi cái sự kiên trì của nó, với sự kiên trì của mình coi thử ai mạnh hơn ai nha. Để xem nào. Đây mình đưa sát vô nó luôn, đưa sát vô làm vận động mạnh mạnh một chút để cho nó nghe coi. Đây đây vậy. Đấy không? Đây nó nằm dưới cái xe hủ tiếu mọi người. Đây là cái xe hủ tiếu lúc trước mình nhà mình bán hủ tiếu, mà dạo này hủ tiếu bán buổi sáng nó cực quá cho nên mình nghỉ rồi. Cho nên chuyển nghề khác. Cho nên bây giờ mình đi lại chạy xe chạy đồ này kia đó, lắm lúc đi cả ngày. Đấy, hồi sáng giờ nó đi bảo vệ xong không cho đi theo xe nè. Cho nên mặt đứa nào đó thấy giờ này nó giận lên nhìn nó tiếu giờ. Đây coi bà Bông này, quay sát bà Bông coi. Bông. Bông. Im luôn. Mà Sam, hiểu ơi, mở mắt ơi. Đấy. Mấy con chó này nhiều khi hay lắm rồi, nó biết giận biết hờn đó nha. Có bữa mình la nó cái là nguyên ngày nó không thèm ăn luôn á. Có bữa mình đi đâu vừa khi 1-2 ngày á, nó không có, nó nhịn ăn, nó chờ mình về mới cho nó ăn, nó mới chịu ăn á nha. Mấy đứa người khác cho ăn nó không chịu ăn luôn mọi người. Đây bà Bông nó mở mắt để xem, mở mắt. Ui này này. Sao nó im re chứ. Kiểu này giận dai nè, chút nữa xúc xích với đùi gà rồi ai ăn cho hết không biết. Hôm nay mình đi mình cũng ghé mình mua rồi cho nó ăn, mua mấy cái ớt gà đông lạnh với mấy cái cổ gà đông lạnh đó, nó rẻ mọi người, về luộc ra nó cho bọn này ăn. Nhưng mà rất ok nha, cái dòng ớt gà đùi gà rất là ngon. Cho nên chỉ xào lại sơ sơ xíu là thơm phức luôn á, với xúc xích nữa. Chó nhà mình nó ghiền xúc xích lắm luôn á. Để xem bà xem mà coi. Đấy. Đấy, giận hả? Giận ghê luôn hả? Bông. Bông nào. Cứ vậy coi. Mau. Mau lên. Đi đi. Đấy, đấy, cái mắt này mở hi hi à, nhưng mà cố gượng nha, cố gượng để làm eo á, để cho mình đựng nó, nhưng mà mình giả bộ không đựng thì coi nó sao. Còn bà này coi. Quay. Quay, hiểu. Có chó nhà giống như chó nhà mình không mọi người. Chỉ có chó nhà mình thôi. Đấy, giận rồi, giận rồi. Đâu á? Đâu á? Sao? Hiểu nè. Ăn không? Hả? Để đựng cái coi. Nặng ấy, quẹ cái. Ờ, nằm. Rồi, cuối cùng cũng chịu ra rồi nè. Để xem cuối cùng phải chịu ra với mình rồi nha. Nó giận thì giận, mà cái tuổi này nó giận nhưng mà nhiều khi nó nhanh hết lắm rồi. Nó giận giống như là nước đổ cái gì, giận như kem vậy đó. Để mình nịnh nó kìa. Đó, một đứa nó đã chịu ra làm quê nha. Để coi đứa kia nó có chịu làm quê không nha. Đây, đâu rồi? Mong đâu? Đây. Rồi đứng lên rồi, bây giờ nó chịu nặng rồi nha. Đây để xoa xoa cho vài cái để cho làm què coi, còn nếu mà không xoa dặn á, để giả bộ không xoa tới coi. Ừ. Thôi bắt tay đi, bắt tay đi, để giận lâu quá khó làm què lắm luôn á. Con Sam nó dễ chịu hơn con Bông, con Bông nó giận dai và cố luôn á, để gãi đầu nó cái. Đây dễ vai sướng không, sướng không, đúng sướng đúng không? Đây sướng quá mà, được gãi ngứa gãi đồ này kia rất ok luôn. Đấy, để mình giỡn nó xíu thì mình vô mình luộc mấy cái ức gà với cái cổ gà cho mấy đứa ăn. Cái cổ gà cho một đứa một cái rồi là ăn no nê liền á. Cổ gà công nghiệp nó bự lắm luôn á mọi người. Đây, bây giờ, rồi,
bà bông bây giờ phải chịu ra nè. Đó, tưởng đâu nằm luôn ở trong á chứ, tưởng đâu giận nằm luôn hả, để coi giận giận với ta coi thử ai nấu đồ cho mà ăn. Mới nghe nói nấu ức gà, nấu cánh gà cái chui ra liền à, cái mặt còn ngu ngơ chứ. Nhìn mặt căng căng đét ha. Biểu biểu nè, mất đuôi hả, mất đuôi hả, làm gì hả, giận đi vô luôn hả. Thôi nó giận đi vô luôn rồi, mình đi nấu đồ cho nó ăn đây. Thôi mình xin tạm dừng clip.